Hôm nay lại là một pha trổ tài nấu ăn từ em trai. Dù gì tai mình bảo cho em mượn cái nồi. Thế là mình cũng tò mò ra xem cu cậu làm gì. Hỏi thì bảo là mới coi được của chị biết cái clip làm bánh mì phô mai sữa. Gồm có 2 viên phô mai này, thêm 2 cái lòng đỏ trứng này. Lại còn xin thêm của mình ít bột năng và bột bắp. Cu cậu cho thêm một thìa đường nữa. Cuối cùng là cho sữa tươi vào. Sau đó thì cậu ta khuấy đều lên. Thấy em nó làm người làm chị như mình cũng thấy ngứa ngáy trong người. Giúp được gì thì giúp thôi, thì tách vỏ hộ em nó mấy quả măng cụt. Đảo một lúc thì sền sệt như thế này hình như em nó làm đúng rồi đấy. Vừa khéo mình cũng tách xong rồi. Anh chàng cho hỗn hợp đấy vào mấy cái bánh sandwich đã nướng thơm. Sau đó thì cũng tiện tay xé ra làm đôi. Thì thành quả mà phải hai chị em cùng hưởng chứ. Em có cho thì chị có nhận, cảm ơn nha. Nhìn chỉ sợ ăn không hợp mà hợp không tưởng. Ra là nó làm món này để có sức vẽ nốt bức tranh. Thấy bảo là tham gia cuộc thi gì gì đó. Đây là mới phác họa thôi chưa tô màu. Quay ra thấy dư hơi nhiều. Thì tiếc nên là mình đi nướng thêm bánh. Xin của em nó chút nhân và có trong tay chiếc bánh mình tự làm ra. Nhân bánh này cứ gọi là thơm dã man. Ăn đúng kiểu ngậy mùi phô mai luôn. Mà bóp bóp cái bánh một lúc ấy nó ngấm cái nhân vào. Ăn vậy nó sẽ đỡ ngán hơn. Đồ mình mua thì có link ở comment và nhớ đăng ký kênh mình nha.